Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 dự đoán những người có ý định bắt đầu một doanh nghiệp mới có thể tiến hành kế hoạch. Nếu bạn có được một đối tác kinh doanh, điều quan trọng nhất đó là sự tin tưởng. Bạn không bao giờ là người bảo lãnh hoặc là cho người khác vay tiền vì bạn rất dễ mất của cải. Năm nay, bạn có thể phải liên quan đến các vụ kiện ở tòa án vì bẫy kinh doanh. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ tương sinh trong năm này. Do bị tiết mất khí nên mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều những bệnh liên quan đến đường ruột và tim mạch. Cùng với đó, trong năm nay cần hết mình trong mọi việc, vất vả, tiêu hao tiền tài tương đối lớn, công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. Trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ của họ không dễ nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của những người xung quanh. Khi quyết định một việc lớn, tốt nhất nên hỏi ý kiến của những người xung quanh, tránh mắc phải lỗi lầm và hối hận. Mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1957 nạp âm ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa, phần lớn là người nặng tình cảm, gần gũi, người giỏi, nổi tiếng, có địa vị, hồi trẻ thì vất vả, gian nan, lúc về già được hưng vượng. Vì năm sinh có địa chi xung khắc với địa chi của năm nay nên cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe, mọi việc luôn lấy tâm bình lặng để đối diện, không nên nhạy bén quá mà thấy khó chịu mệt mỏi, đồng thời cần phải chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc sinh tài, dễ trúng thưởng, được tài lộc từ người khác mang đến. Trong năm này thì các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cần phải chú ý về việc học hành, công danh nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng hiếu thắng, làm việc thì tùy hứng nên cần có sự hướng dẫn chỉ bảo từ người thân. Nếu giữ được tính cách như vậy thì bạn sẽ không thể có được sự nghiệp vững chắc, không thể thành công. Tổng quan vận hạn tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 vào năm Canh Tý 2020, sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Đinh Dậu 1957 nam mạng. Tuổi Đinh Dậu 1957 nam mạng là 64 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn Tam Kheo và vận niên Dương hồi ngàn. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn bệnh tật, về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình. Cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo thì nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì người gặp hạn Tam Kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là chân tay, xương khớp. Sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 tuổi Đinh Dậu nữ mạng. Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng, trong năm nay là 64 tuổi, bị sao Kế Đô chiếu mạng, hạn Thiên Tinh và vận niên Dương hồi ngàn. Sao Kế Đô là sao Tam Cửu khắc bi ai nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu Nam La Hầu, nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường, cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng. Khi sinh sản cũng được yên lành, nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Hạn Thiên Tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi có đau ốm song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau khỏi. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc là cố lấy những đồ vật trên cao dễ bị té ngã. Phương án kích hoạt cùng tài lộc cho các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, sửu, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 4,
tháng Tư Nhuận 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Nhâm, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Nhâm như là Nhâm Thân 1992, Nhâm Tuất 1982, Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962 và Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Tỵ, Dậu, Sửu, Hóa, Kim vào các tháng Tỵ, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu, tức là các tháng tháng 4, tháng Tư Nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ chọn ngày giờ là Sửu, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chọn ngày giờ là Tỵ. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954, Đinh Dậu 1957 và Canh Ngọ năm 1990. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007, Quý Hợi 1983. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mão. Nếu tiến hành, phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Thìn Dậu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi Thìn trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Vị trí cung tài lộc: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Đinh Dậu 1957 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Kỷ Tỵ 1989, Ất Tỵ 1965, Quý Tỵ 1953, Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu, năm 2020 Canh Tý gia chủ 64 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Nếu tiến hành xây dựng mà tuổi hợp với trạch đất nhà mình sẽ có thể động thổ cho căn nhà của mình. Năm 2020 Canh Tý gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ là 64 tuổi nên sẽ không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm 2020. Theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mệnh sẽ không nên tính toán đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình nếu xây dựng mới. Mệnh chủ hãy nên tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với mệnh chủ và không phạm phải tam tai, hoang ốc hay là kim lâu để tiến hành động thổ. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957.
với nam mạng Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ thuộc cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Bắc Hỏa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Sát, hướng Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ thuộc cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Nam Hỏa Hại, hướng Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào Hỏa Hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tự quái lạc khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tự quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng Đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tượng và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng Diên Niên là sao Vũ Cúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng Thương Y thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, giúp vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là kích hoạt tài lộc cho năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé!
Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Két sắt, đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương thì cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm, tháng, ngày, giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.